Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Tháp đồng hồ nó lại đông người quá nhỉ. Ui ui. Những người phải gọi là giày rít với nhau anh em ơi. Gắt thật. Thế đi ghê rồi. Đi ghê rồi anh em ơi, ok. Một đấm vào xanh mộ luôn nhà em. Từ anh em ơi là nghe thử chưa nào. À một đứa ngay chỗ này. Đậu xanh làm gì vậy. Ok xong nhá. Bạn tính chơi với mình à? Nữa hả đậu xanh. Ui ok xong luôn nhá. Mấy cái đứa này làm gì mà căng thẳng vậy, làm kẹo sợ rồi nhá. Ui nữa hả. Gắt thế sao chơi hả anh em. Gắt thế sao chơi hả các bạn ơi. Đây let's go. Bọn này sáng nghèo có mà anh em, là gì có gì đâu mà loot này. Đây anh em, vứt cái báng súng thừa này đi. Thêm đạn súng tự lên nhé và let's go. Hình như là có đứa nào đấy vừa ăn cái bản đồ kho báu thì phải. Ồ. Ngồi tạm đây nha anh em. Đứa ngay ngoài này. Chơi luôn nhỉ. Mình lại phải ngại bạn à. Ngay chỗ này anh em ơi. Làm gì vậy? Ui. Đậu xanh ghê vậy. Như vậy là cả đã có được 5 mạng ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Anh em thì ghê chưa? Anh em thì gắt chưa vậy? Có người ở ngay phía dưới à? Ok. Kẹo sẽ cuốn máu có đã anh em ơi. Công nhận là mới bắt đầu trận mà các bạn này bản ghê quá, làm kẹo sợ đấy. Đây rồi, hầm sắt đây rồi. Tranh thủ loot thân đồ cái nhỉ. Ui. Khu này bắn nhau đông vậy. Khu này bắn nhau đông vậy. Ok xong nhá. Bắn nhau phải gọi là quá đông luôn. Khi mà mới đầu trận thì kẹo đã có cho mình được 6 kill này. Đã có người này anh em ơi. Một đứa ngay ngoài này. Ui. Thế này thì ghê rồi anh em ơi. Một đứa ngay ngoài nhá. Đây này. Úi dồi ôi. Đây này. Úi dồi ôi. Anh em thấy gắt chưa. Mới vào được trận mà tôi quẩy thắt một hồi là kêu được 7 mạng rồi này anh em ơi. Hình như là tôi clear cả khu này rồi. Kiểu này là có khi là kẹo đã clear cả khu này rồi anh em ơi. Gắt thật. Gắt như này thì anh em phải căng chưa. Mới vào đầu trận cái có ngay được 7 kill ở trong khu vực thắt đồng hồ luôn này. Ghê thật. Mấy ông nhảy khu này đông quá, làm tôi cũng sợ đấy. Mục đích này anh em trang bị thêm đồ nha anh em. Ok chảo này. Vứt cái súng điện ra bởi vì là chơi trong chế độ solo này thì súng điện nó chẳng có cái tác dụng gì cả anh em ơi. Bắn kẻ địch thì sát thương nó cực kỳ là yếu nên là thôi. Ok anh em. Mình sẽ lượm thêm túi máu cơ mà, kẹo quên đấy anh em. Rồi nhá. Và chỉ còn lại có 23 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha mọi người. Let's go, mình sẽ lên cái phía 15 độ này coi nào. Wow. Công nhận là tôi sợ cái khu vực thắt đồng hồ thật anh em ơi, lúc nãy mà chạy qua đấy mà gặp mấy ông kiểu như là bắn căng thế. Đây nào, và còn lại có 12 người chơi. À đâu, còn lại 22 người chơi nữa anh em ơi. Sorry anh em là kẹo hơi nhầm một xíu nhá. Đấy, chúng ta sẽ lên trên phía thung lũng này thôi anh em ơi. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có nó làm 6 mắt xem thôi. Xem là 22 thằng nó đang ở đâu các bạn ơi. Wow. Lượn lờ có mấy chỗ này coi nào anh em. Hẳn là không có một ai à. À đây rồi. Ủa làm gì vậy. Ăn một chó anh em ơi. Ui. Đậu xanh. Tính bắn cho vui thôi mà làm gì mà căng vậy hả. Gặp phải thiên nhiên thủ lều cả. Bình thường người ta thủ choi ông này làm câu hẳn thủ lều thì kẹo cũng thấy sợ rồi. Của đứa nào nghe ngoài vậy. Còn máu có đã anh em ơi, còn máu có đã. Ngoài hai đứa thì cắt quá nhỉ. Đâu vậy. Đây à. Úi dồi ôi đây à. Xanh mộ cho em. Tức là kill kẹo mà dễ à. Ok. Vâng như vậy là kẹo đã có được 9 kill ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi.
Anh em thì căng chưa, anh em thì gắt chưa? Tranh thủ còn mặc cái đã nào. Đó, lượng thêm tí máu nha anh em, bơm keo các thứ này, lựu đạn này. Ok, thằng này nó sấy mình tí đa anh em ạ. May là nó có ít máu đấy, là nó sấy mình không thấm mấy. À đâu, may là nó có ít máu đấy, nó đai trước mình anh em ơi. Không là nó lại sống dai hơn cả mình đấy. Cái lúc mà mình vào thì thấy nó đang solo với một thằng khác mà. Let's go các bạn ơi. 9 kill rồi anh em ơi. À, ngoài này có ngay một chiếc xe này ngon. Lấy cái xe này đi săn mạ phải gọi là quá là ổn rồi nha anh em. Đây rồi, mình sẽ tranh thủ mình ăn cái nấm ba củ này cái đã, để lấy 100 MP nha, ngon. Đây con nào anh em. Úi dồi ôi, cùng kẹo đi săn mạ nha mọi người. Hello anh em. Mình sẽ chạy qua cái phía này con nào. Wow. Trước hết là mình sẽ ăn cái món này coi. À, người ta gọi là sử dụng anh em ơi. Sử dụng cái máy hộp thông tin nha. Và ok, chuẩn bị là thính rơi tại đây cả. Ok, và bo thu tại kia. Let's go. Ngại gì mà không chạy qua hả anh em. Đấy, đấy đấy, thính đằng ngoài đấy luôn anh em ơi. Bây giờ chạy qua và lượm thính thôi. Thung lũng này cả nghĩ là bây giờ thì chẳng còn ai ở thung lũng đâu anh em. Đây là cứ chạy qua ngay cái phía thắt đồng hồ luôn. Và không phải ngại gì cả. Đây, 16 thân nữa cả. Chẳng nhẽ kẹo lại phải sợ các bạn cả. Kẹo không sợ đâu nha, đây. Chạy qua luôn nhỉ anh em. Wow, thính này chưa có ai đến lượt rồi nhá. Ngon. Quá ổn rồi anh em ạ. Tuyệt vời, ui có ra này. Thế này thì đồ ngon như này mà không được top 1 thì hơi bị phí đồ nhá. Đây go. À, và kẹo sẽ qua thử UAV coi. Ui, kiểu như là nói nhanh quá, chữ dính hết vào với nhau anh em ơi. Với như là kẹo đang chơi game anh em, đây là hồi hộp căng thẳng quá mà anh em. Nói là toàn sai chữ thôi. Cái này thì sorry mọi người nha. Thế nào, ở ngay phía sau mít hộ nhá. Kẹo thì có ngay một đứa ở chỗ này nhá. Nào nào. Ui dồi ôi, đâu rồi. Đây à, đây à. Đây à. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. À mày chạy đi em ơi. Xanh mộ luôn, khỏi chạy. Chạy làm sao nổi hả em ơi. Xanh mộ cho em ơi. Ok. Ủa, kéo bắt tở heo. Có một cái đồng súng 3 này nhưng mà full đồ rồi. Vứt bớt đạn xuống chờ đi nhà anh em. Và mình sẽ lượm thêm đồ nào anh em. Đây rồi, bom keo này. Đó. Được rồi, và lượm thêm một cái đồng súng 3 dự phòng nha anh em. Xíu nữa mà lỡ kẻ địch có phát hiện ra vị trí thì mình trang bị đồng súng 3 vào luôn. 10 kill. Một con số vô cùng là tròn trịa anh em ơi. Đây rồi, còn lại 14 người chưa nữa cả. Ui đông vậy. Không ngờ là bây giờ vẫn còn đông người như vậy cơ anh em ơi. Cả đã kết được 10 mạng rồi. Đấy không. Trời ơi mấy ông này chơi ghê quá nhỉ. Đây rồi anh em ơi, cả sẽ đổi qua con xe Lamborghini này nhá. Con xe này chạy cho nhanh với lại là cho ngầu. Đây con là các bạn ơi. À, vỏ an toàn lại đang thu lại rồi anh em. Đây, mình sẽ vừa lái xe và vừa xem là có lần nào chạy rông hay không thì mình sẽ tông nó luôn. Khu dân cư này có ai không nhỉ? Ồ, chưa thấy ai cả. Thế thì mình sẽ ghé qua xưởng cơ khí một xíu nhá. Đậu xe chắc là cũng chẳng có ai đâu, nên là thôi kệ. Đây, let's go nào các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Ok. Trời ơi, tay không cả. Ủa, tay không thì kêu mình thì ghê rồi. Thế kẹo sợ quá rồi anh em ơi. Gặp ngay đứa cầm tay không đang dình sẵn định kêu sĩ kẹo. Cạn lời rồi em ơi. Mày một kêu rồi nhá anh em ơi. Ok. À, bây giờ là còn lại có 10 đứa này. Gắt à nha anh em. Kém tức khoảng là 5-6 kill đã thức 1 nhỉ anh em. Cho nó nhiều kill đấy. Wow. Lợn lờ qua mấy khu này. Và thật sự là bây giờ thì kẹo chẳng thấy ai cả đấy. À đây rồi, đây rồi. À đây rồi. À đây rồi. Ui. À đây rồi nha mày. À đây rồi. Ui ui, đậu xanh. Ui, à đây rồi. Ok. Xanh mộ cho em. Tính chơi với kẹo à. Đây các bạn đây. Mình đang ngồi trên xe và mình cột máu cái đã nhá. Ok mọi người.
ăn nốt cái nướng rau ra nhỉ anh em. Đây anh em ơi, ăn nhanh câu là cho nó sấy cho sấp mặt thì thôi rồi. Bom keo hiện tại chị hiện tại kẹo mới chị có 7 cái bom keo thì phải ở đâu, có 4 cái bom keo cơ. Ý quá nhỉ các bạn ơi, nên là kẹo sẽ phải kiếm thêm nhá. Ui, trang bị súng là toàn là đồ ngon thôi nha em ơi. Đó, em thấy đồ ngon chưa? Ui, đậu xanh. Đậu xanh, làm gì mà căng vậy? Ủa, anh em ơi, nó đang chạy qua này. Đậu xanh này. Mày tính chơi kẹo à? Được, thằng này, giỏi. To gan nha, tính chơi kẹo à? Tưởng là kẹo dễ chơi hả? Ok, thế là xong nhé mọi người. Mình đã có được mạng thứ 13 rồi nha. Đây bây giờ là còn tận đó là 9 thằng nữa đâu. Tất cả là còn lại 8 thằng nha anh em. Đây rồi. Căng thật, căng thật. 8 thằng nữa là top 1 rồi nha anh em. Cố lên nào. Trận này kẹo sẽ có top 1 nha anh em ơi. Khô máu với chúng nó luôn này. À đây rồi. Ủa chúng nó xé nhau này anh em. Chúng nó xé nhau này. Chúng nó xé nhau này. Chúng nó xé nhau này anh em ơi. Xé nhau này. Ok, xé nhau này. Ui, xé nhau cả. Ok, xong luôn. Tuyệt vời anh em. Từ chắc là mình sẽ vứt xe ở dưới và lên trên lượm xác cái đã anh em ơi. Xem liệu lấy vài cái món đồ ngon nhá. Đây rồi. Ui, đậu xanh. Ui, đậu xanh. Ui, đậu xanh ơi. Bạn đây làm gì mà ghê vậy? Sợ bạn quá nhỉ. Gắt thật anh em ơi. Nguy hiểm. Lúc nào cũng rình rập nha anh em. Không đơn giản đâu. Nó đâu rồi nhỉ anh em? Ủa, nó đang đứng chỗ nào nhỉ? Chắc là sau mấy cái gốc cây, mấy cái bệ đá chẳng hạn. Thôi kệ, xuống dưới trước cái đã làm gì mà căng. Mình có xe của mình ở phía dưới cơ mà. Mình lấy xe của mình chạy thôi, bye bye. Kệ nó luôn anh em ơi, đây. Bây giờ chắc là mình sẽ lên tạm cái chòi ở đây nhỉ anh em. Đứng cạnh này nhá. Xem là chỗ nó có chịu vào bo hay không anh em. Ồ, thế đi kẹo vào mấy cái chòi trong kia đi. Mấy chỗ này có vẻ như là hơi xa đấy. Vào thẳng mấy chòi trong bo nha anh em ơi. Đó, let's go. Mình lại phải ngại các bạn cờ đây. Đây rồi anh em ơi. Vào thẳng cái chòi trong bo luôn nhé. Đó, kẹo sẽ ngồi tạm đây nha anh em. Bây giờ để con nào. Xem là người đâu. 15 kill rồi anh em, thì ghê chưa. Còn lại 5 mạng nữa thôi là top 1 rồi anh em. Nên là phải chơi cẩn thận nhá. Nếu mà cố gắng thì kiếm được 20 kill thì quá ổn rồi anh em ơi. Đây đây các bạn ơi. Gắt quá mà anh em. Bây giờ là mình sẽ phải ngồi đây mình đợi một xíu nhá. Chúng ta sẽ không đi săn nữa tại vì đi săn nãy giờ rồi. 5 mạng nữa nha anh em ơi, chờ bo thu thôi. Xem bo nó thu tại đâu các bạn ơi. Xe thì mình đã vứt cách xa cái chòi rồi nhá. Wow. Bo nó thu lại càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em ơi, đây đây. Zoom to cho anh em thấy này. Wow, để coi nào anh em. Phía dưới tắt đồng hồ này. Đậu xe này. Ui, đậu xe này em ơi. Ui, đậu xe này em ơi. Ui, ok, xe mộ nha em. Nữa hả? Nữa hả cái đậu xe này. Ui, nữa hả? Đậu xe này. Ok, đã xong. 17 kill rồi các bạn ơi. Gắt chưa anh em? À, cái này nó lại hơi bị sao bom một xíu à. Thế có thể là trên kia kiểu gì cũng có người nha anh em ơi. Đây bây giờ có lẽ là kẹo sẽ qua cho bên cạnh nhé anh em. Đấy. Từ từ anh em ơi, qua cho bên cạnh thôi nha. Ok. Qua được cho bên này quá ổn rồi này. Tuyệt vời. Còn 3 đứa nữa cơ mà anh em ơi. 17 kill rồi. Gắt thật. Kẹo này chắc đắng lắm nè. Anh em ơi, khá là nghi. Bên trên này có mấy cái nhà kiểu gì cũng có người nhá. Bây giờ thì chắc là mình sẽ canh ở cái phía đồi cái đá anh em ơi, đây đây.
Bò đang thu lại rồi anh em ơi. Kẹo sẽ chờ cho nó chạy vào trong bo trước cái đã anh em ơi. Hôm nay là chơi núp hơi nhiều bởi vì là cuối trận rồi anh em ơi, căng quá mà. Bo này mà vẫn còn tận 3 thằng nữa cơ. Ok. Chưa thấy ai cả. Cứ ngồi kỹ ở trong cho nó an toàn nhá. À đây rồi. Thế kia lên xe chạy à? Xuống xe. Nó xuống xe từ lúc nãy rồi anh em ơi. À đây này. Mày chạy à? À mày chạy à? À mày chạy à? À mày chạy hả mày? À mày chạy hả mày? Ok. 18 kill rồi nha anh em ơi. Ui. Kẹo bắn mà run hết cả tay anh em ơi. Anh em thấy ghê chưa? Hiện tại thì kẹo đang có đó là 25 mắt xem nhá. Kiểu gì bên trên cũng có người nha anh em ơi. Gắt quá mà anh em. Ui, vụ này hơi căng. Vụ này hơi bị căng rồi anh em ơi. Nào nào. Còn hai thằng cuối thôi anh em ơi. Chỗ bên này không có ai cả. Ủa. Chạy nhanh vào bó trước rồi nha anh em ơi. Đây rồi. Nòng số 3 này, ok. Đứng tạm đây nhá mọi người. Đây rồi. Ui bên cạnh mình này. Bên cạnh mình này. Đậu xe ném ơi. Ok nhá. Úi dồi ôi. Tuyệt vời. Yes. 20 kill tới 1 anh em ơi. Anh em phải gắt chưa? Tuyệt vời. Trời ơi bắn pháo hoa mừng này anh em ơi. Quẻ thôi. 27 bắn xem nhá. Anh em phải gắt chưa? Ghê chưa? Úi dồi ôi. Căng chưa anh em? Ok. Như vậy là trận này kẹo đã được top 1 với 20 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.